Ngày 28 tháng 9 năm 2003, cả thế giới nghe đến hai từ Việt Nam khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã công bố chọn Đức Tổng Giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn gia nhập Hồng Y Đoàn. Ngày 21 tháng 10 năm 2003, cùng với việc tấn phong Hồng Y tại Roma, Giáo hội Việt Nam hân hoan với niềm vui hồng phúc chào đón vị Hồng Y thứ năm của lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam. Cùng với trách vụ được giao phó nơi giáo phận, Đức Tổng Giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn còn được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm sứ vụ trọng trách làm cố vấn cho các thánh bộ. Cho dù là sứ vụ ở giáo phận hay trọng trách rộng hơn ở tầm quốc tế, Đức Hồng Y cũng chỉ tâm niệm một điều mà Ngài đã gắn kết với sứ vụ mục tử suốt bấy lâu nay: thừa hành thánh ý bằng trái tim yêu thương của Đức Giê-xu. Trong suốt 10 năm phục vụ, Đức Hồng Y đã khắc vào trái tim mình những công trình mục vụ phải dùng đến con số để gọi tên. Ngài đã truyền chức cho 115 linh mục địa phận, 112 linh mục dòng. Con số nam nữ tu sĩ năm 1998 là 2.655, nay đã tăng đến 4.661. Để chu toàn và đáp ứng cho nhu cầu mục vụ ngày càng tăng triển, Đức Hồng Y đã thành lập trung tâm mục vụ kiểu mẫu với mô hình đào tạo cấp học viện, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng, bồi dưỡng mục vụ, nâng cao tri thức cho học viên giáo phận nhà và đáp ứng nhu cầu cho các giáo phận trong tỉnh. Thiếu một trái tim yêu thương của Đức Hồng Y thì có lẽ sẽ thiếu vắng những hoa trái mục vụ vừa liệt kê ra. Tìm về và kể lại một quá trình 10 năm đã qua là một thái độ tri ân và khiêm tốn cảm tạ. Tri ân Thiên Chúa đã tuôn đổ biết bao hồng ân trên giáo phận nhà suốt một thập niên đã qua, và khiêm tốn dâng lên một lời cảm tạ trao về vị chủ chăn đáng kính vì tất cả những gì Ngài đã quảng đại, hy sinh, trao tặng cho chúng ta.